Bây giờ Thầy xin kính thưa quý vị và tất cả các ngài ở trong cái nội thất của và tam bảo gia của kỳ dân cư sĩ và gia đình. Tạm chút cái em thầy đưa ha. Tạm chút xíu. Rất tiếc rằng ngày trước thầy không có đến đây để tất cả mọi anh em mình đều còn đông đầy. Để làm gì vậy thầy? Để có phần, có nghĩa là một vị cán bộ đăng đội bom đội pháo nơi miền xa mà ngày nay trở về với một sự lặng lẽ sao? Có lần hữu hình hữu hoại, nhưng phải có hữu hình. Như vậy thì cũng hơi buồn tuổi cho một vị đã dày công, xin kính thưa quý vị, đạo tràng trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Thầy muốn lưu lại ở đây một lời văn ở tại nơi mà kỳ dân cư sĩ Tam Bảo Gia Thiền Tịnh Bửu Sơn có tất cả các vị cố vấn, có tất cả các vị là đạo tràng tuy ít mà nhiều, tuy không được là bao, nhưng tinh thần của quý vị có biết được hay không? Và tâm linh quý vị đang trực tiếp và đối phó với tất cả mọi người bằng một cách thâm diệu. Và trong tư tưởng linh hồn quý vị muốn tất cả chúng sanh để đồng tu như mình vậy, cho họ bớt cái khổ, cho họ dơi đi cái phiền não. Phải thông cảm với tất cả cùng nhau trong một buổi này là ngày cùng tháng tận. Chúng ta có vui không? Chúng ta có buồn không? Chúng ta thấy đau khổ không? Thấy hết. Vui, buồn, đau khổ lẫn lộn nhau. Rồi bỏ cái dục thể này sang bằng có cái gì? Có cái gì đâu. Nếu các hàng Phật tử biết quán đến cái sự chết của mình trước khi, xét việc khi mà mình còn sống qua tình huống của mình đã như sau. Sự cảm nhận của một người tu rất sâu xa. Mà ngoại lệ chăng là cái người tu không còn ràng buộc nữa, mà không có tôn tính nữa, chỉ quán tâm, xét tâm, cứu cái tâm rồi rửa cái tâm của mình là đúng hơn. Nó sẽ quay về nội tâm hết để mà đền đáp công ơn trời đất. Và đền đáp công ơn cha mẹ ông bà của mình, của quyền thất tổ, chứ không phải quý vị đạo tràng tu mà không có lợi ích đâu. Có lợi lắm. Không danh, không lợi, không quyền, việc đó thì quý vị đã biết hết rồi. Nhưng mà bây giờ rốt ráo mình tu có lợi hơn không vậy? Thưa thầy, con thấy không có lợi gì hết rồi. Đi tu sẽ càng ngày càng nghèo, càng ngày đã bị ta ruồng bỏ, càng ngày sẽ bị ta nặng nhẹ mình. Đó là một bước tiến rất sâu xa. Ta đạp mình dưới hố đó, vô tình mình mạnh mẽ hơn. Mình biết cái việc khi mình té ra mình đã có một cái nghề thủ, khi ta đã đi và gặp hố sâu ta đã chuẩn bị một cái nghề nghiệp của ta, cái thế của ta, để sau này không ai đạp mình té hết. Đó, như vậy lực nhân quả, nguyên nhân. Khi bây giờ người trả nợ, người đòi nợ, người thì bị đủ thứ, cha con tất cả đều hỗn độn trong cái ngày mà địa cầu mình sắp thường dương. Mà cái người tu không xét việc biết được thì đang mù mờ. Thầy nói rõ, cũng như ở Úc Châu, Sydney, Thiền Tịnh Bửu Sơn, ở đây một lần đầu tiên thầy đã bước ở đây là cái sắc thân. Còn các ngài thì du phương mà, hành giả. Thì nếu tất cả, thầy không nói là lần cuối cùng, nhưng ở đây hình như thầy cũng có nghe dân dẫn rằng ngày sau thầy có đến nữa là nhà cư sĩ kỳ dân này đã toàn là tiến sĩ đại học, toàn là những thấp bậc đạo tràng mà họ đã thuần học xong hết rồi đó, nó còn lặng yên hơn bao giờ nữa trời. Như vậy mình cứ trong đời thới, mình cứ trong thấy cái này thấy cái kia, nhưng mà mình thấy Đức Phật chưa, Đức Phật mới trong lòng mình chưa, thì nhắc thì chúng con đã hiểu hết rồi đó. Chúng con kêu đời tới, tới cái gì? Mà hồi nãy Kỳ Dân có tâm sự với thầy là trong 2000 năm đó, có nhiều các vị ta hồi đó ở đây đông lắm, giảm bớt như thế chúng con nhẹ nhàng lắm đó. Tùy tất cả Phật tử cùng là sự tu học của mình, tu tập của mình, tu sửa của mình, tu thuyền của mình, đi, đứng, nằm, ngồi. Chiếc thuyền mình bước lên mình đứng, thì mình lựa chỗ mình mới ngồi. Mệt quá ở dưới thuyền, trời đi xa quá, từ ở trên Bến Lức mà đi về tới Cà Mau thì nằm thuyền, chứ mỏi quá rồi ngồi hoài sao. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi khi mà mình chiếc thuyền nó dài quá đó, mình phải đi từ bước một đi lên chứ, có đúng không vậy Phật tử? Tùy cơ ứng biến. Trong cái môn này thầy sẽ cam đoan với quý vị, mà đảm chắc không thầy, thầy sẽ hiến thân này cho mười phương rồi đó, cúng lâu lắm rồi, không có thành Phật được đâu. Trải qua vô lượng kiếp mà biết đâu quý vị, 200 kiếp, 300 kiếp rồi ngồi đây, 100-200 kiếp rồi làm sao biết rõ được. Nhưng đó là thầy đã đoán mà nói thôi, đừng để quan uổng phí. Trong một thời giờ con tiết kiệm quá thầy ơi, không dám đi mua ăn vậy đó. Vậy hả? Con tiết kiệm sẽ phải cái ly, sợ mà hư hoại cái này cái kia. Vậy hả? Còn một việc con có tiết kiệm không? Phung phí lời ăn tiếng nói của mình mà đưa hết cái khí ra không bao giờ lấy lại được. Cái thần của mình nó dẫn cái khí, để mất thần, bị suy nghĩ. Có cái gì đâu phải suy nghĩ Phật tử nè. Đức Phật đi 4 cửa thành, còn mình đi khắp chỗ chu du, đi nước này nước kia chơi, phải không? Mà mình không có, không lìa được. Đó, như vậy không phải thầy đến đây mà để rồi làm thầy quý vị, mà bắt buộc ở bây giờ thế mình phải bỏ nhà. Nó có bỏ nhà, mình mượn mà, mình mượn cái chỗ đó để mình nương đó trời. Con có biết không? Mình mượn đường để giải thoát mà. Thầy đem lời lành dịu ngọt tại xích đi, con ơi đừng dội ra đi, tham thuyền luyện đạo có nguy thầy chờ. Tình thầy tổ dấu bờ dấu bên, vì thương con thầy mới đến hôm nay, thì xin các bậc nhân tài tu mãi tu hoài, nhiều kiếp thành thân. Mình người tu đạo cân thân, từ bi cho tròn vẹn thánh thần chứng minh. Ráng ăn ở có tình có nghĩa. Chúng con nhìn đi miếng đất nè mà, mình cứ gieo tỉa hạt giống lành, gieo mãi hoài thế nào cũng phải được nảy sanh. Nay thầy văn đạo lành nên nhớ, thầy xuống đây chúng con biết không đã lỡ lái con đò còn chiếu trớ chuyện làm chi, lỡ ngồi lỡ đứng lỡ đi, lỡ cho ba tánh kinh khi dập rồi. Không sao đâu con, thiền tĩnh thầy cứ ngồi, thủy văn bút mực không quên rồi được thôi. Hôm nay đời rồi trò cố gắng đứng ngồi cùng đi, đâu có gì mà sợ cảnh gian nguy. Mình là một bậc hiền sĩ tu mi ngăn ngừa, trời thì chiều không tạnh còn mưa, con không nên sửa đạo đừng bãi bừa. Thầy vui phải sửa đạo khi mình bỏ thân xác không có bùi ngùi trong ức tri, phải làm cho tròn phải bố thí cả bản thân con ngươi sự thế hù gần. Bây giờ thì dặn ráng chuyên cần làm sao đây sắp tới còn bá đạo sống dậy kìa. Thầy vui lắm trò, thầy mượn cái gậy để qua sông, mong con sống tới đại đồng để trời Phật thượng chỉ công của trò. Ngày trước kia đó, thầy là một ông lái đứa đò, đang đợi chờ từng phút mà dặn dò từng câu. Cũng như Khương Thượng ngồi câu, câu không có bóng rồi mồi đâu không thấy mồi. Mình tôi phải chịu khó chứ, chịu cực khổ khảo trá khổ lắm con ơi. Mới thành đại đạo mới được ngồi tòa sen. Mình tu niệm, mình làm đèn cho chúng, mình làm pho tượng hình phải đi đúng nghe con. Trước sau đạo hạnh cho tròn, thế là thầy nguyện đại non thầy về. Mình tu mà kẻ nhúng người trệ, lớp lớp bề bề thiên hạ bừa đi. Con ơi gặp cảnh gian nguy thầy, mình mang tiếng đời họ kinh khi thầy kia. Để nơi đây một chút xíu nữa thì về dặn trò ráng học đừng rẽ chia đạo đồng. Ráng tu lập lại đại công, trời trên không phụ rồi đức ông tên đề. Răng của tôi nha con. Hôm nay thầy xin kính thưa chư vị cùng là đạo tâm, cùng là quý trò là con của các ngài. Thầy đến đây cũng rất mừng lắm, nhưng mà đừng có bao giờ buồn. Một vị cũng được thay thế 1000 vị. Bao nhiêu đã thay thế cả hội trường, đã biết bao nhiêu chưa? Bao nhiêu đó. Ở lĩnh vực nào cũng vậy hết. Chúng con phải ráng tham khảo này mình, ráng tĩnh lặng nhiều hơn, đừng run sợ trước ngã cảnh. Kể từ đây bay hồn mất vía nữa, chứ không phải vậy đâu. Mình người tu tâm mềm dịu, không yếu hèn. Mình người tu đạo phải đúng, không sai. Chúng con giữ được chưa? Đang học thầy đúng. Chứ còn nói con đã sửa rồi là thầy không cho con tham dự, con đang sửa đổi. Và bây giờ trở như bằng tay tập bài mới hết, con không thể nào theo cho kịp. Thầy cho con xin trong quãng đời còn lại, con sẽ tiếp tục chương trình học vấn và học đạo nhiều hơn. Tỉnh gì đi con, để năng học, để tìm về con đường rảnh rang cho chính mình. Ở đây mà chúng con đã đến Niết Bàn rồi, ở đây mà chúng con đã đến là cực lạc rồi. Ở Úc Châu mà nhớ ở quê hương nguồn cội Việt Nam của mình, đi về hoài. Thôi bây giờ chị không về, hay sẽ nói đợi một chút. Chị bận lắm, tiền bạc này cái nọ, thôi chị không về. Nhưng ta đã về bằng cái tư tưởng thấy mồ mả cha ông, thấy bằng thờ tổ tiên của mẹ cha của mình, thấy ngôi nhà cũ ngày xưa đó, rêu phong mấy độ có vậy đó. Còn bây giờ mình không có lại nhiều, mình không có lại nhiều, mà mình có người lại. Chúng con tu để làm gì? Chúng con cũng có thiên hạ, có Ti Bộ Lĩnh trong lòng, chúng con cũng có huynh tướng vậy nha. Yeah. Mình sai, mình mượn. Mình ngồi đây nè, mình mượn lại, lời lại dùm thầy đi, lời lại dùm chú đi, lời lại dùm thơ nói là con đi lời lại đi. Thì nó đi lại chứ không có gì đó. Cái đời khoa học tối tân của văn minh tiến bộ của cuộc đời người tu đạo, chứ không phải là chập chờn. Lời nói các y kỳ phận không nói dối. Con sẽ nguyện cúng nhường thân này mười phương chư Phật, kể từ đây đến con bỏ dục thể không nói dối. Bao nhiêu đó đủ. Và chúng con không yếu hèn trước mọi sự. Và chúng con sẽ dũng mãnh lực lên để cứu biết bao nhiêu người trong tầm tay của mình không. Dạ con đâu có làm thầy, con cứu bằng gì thầy. Đâu có đợi làm ông thầy, làm ông bạn, làm chị bạn, làm em, làm bác, làm chú cũng vẫn cứu được vậy. Cứu người mà phải đợi làm thầy sao? Hả? Phải không thế mình? Phải không Kỳ Dân? Được hết rồi. Thì chỗ này là cái chỗ, cái điểm mà từ xưa nay nè, thầy muốn đến để đi nhìn, để xem lại cái di tích ngày xưa ở đây là Sydney, Thiền Tịnh Bửu Sơn, mà kỳ dân đã lao mình trong cuộc chiến đấu để làm gì? Để thắng giặc lòng, đánh trăm trận trăm thắng cho tất cả mọi người đừng bị dục vọng. Đã nói tu rồi mà còn nói dối, nói gạt. Đã nói tu rồi mà còn muốn hơn thua, cái đó là không được. Thầy động tay nghe, nhưng mà thôi, cái duyên của tất cả các vị. Thuyền không, tốt lắm, nhẹ bơi. Thì dân ơi, nhà không có khách, khỏe hết sức không? Nói về chân vùi ngồi, để khách cũ về mình mừng rỡ, còn thôi đừng tiếp nữa. Để tiếp khách của Đức Di Lặc Dương Bồ Tát, để tham thuyền lo quán xét lại chính mình, để trao dồi ngà ngọc sử kinh. Thân già chứ tâm linh không có già cả. Con phải biết thầy đang trồng ra sống luyện đạo tu cầu cho cả ba tánh khắp phương. Vì mình giữ chúng chung đường, mình yêu thương chúng thì Phật Tây Phương chứng mình. Ráng thực hiện đi chúng sinh ba tánh. Mình làm người nhưng mà không có cánh mà được bay đó. Nhẹ mình sao được thứ lai, con quay về Phật gặp mày ngài Bửu Sơn. Ai ở phàm này cũng có giận hết đó, ha, cũng có hờn, nhưng mà đưa vô chừng chút nữa không? Đừng có để nó hành hoành, nó trong cơn loạn cuồng. Nhìn coi đất thảm trời buồn, đâu có vui mà ba tánh điên cuồng. Làm chi cho nụ cười, thầy thấy phương phi trăm hoa ngàn lá nở đi trong lòng. Vui vẻ thì phải tập, chứ không phải tu mà mặc áo nấu sầm. Không phải ngồi mà lần chuỗi như con, nhưng mà phải biết cảnh não nồng chua cay. Người tu nói một không hay, người tu đừng có trở tay tội trời. Thì biểu diễn cho con thấy ha, bữa nay buổi chiều cũng vui vẻ ở đây. Hai cái tay của mình đó, hồi xưa đó, làm có tiền nhiều lắm, làm tội cũng nhiều lắm. Ta cần nên mình bóc thêm vô, cho nên nhiều một chút. Đo giải cái kéo tay người ta cho nó nới miên chút xíu nữa, thì dân biết đó, nới ra, đừng cho có lợi đó. Rồi bây giờ mình lựa đó, mình sóc sổ đổ tháo, rồi mình đánh con, rồi mình chỉ tay, mình rủa chửi này, đa dạng. Thầy chỉ nói ít thôi, nhưng bây giờ hai cái tay đó mình muốn trở về với Phật mình làm sao? Nên bây giờ mình chấp nhận rồi, đúng không? Chấp đây là chấp nhận, chứ ông Phật biểu mình chấp chi đó. Mà ngồi cứ chấp hoài à. Rồi miệng lép nhép nữa, Đức Sư Tổ mà nói là buổi này mà còn ngồi lép nhép. Nên là thầy kể chuyện này trong nội bộ anh em nó về khùng điên rồi, thầy đâu có nói cái gì mà nó như vậy. Thì biết sao không? Chúng ta phải đồng song ti đục, chúng ta phải cứu cánh, phải giúp đỡ mọi người. Dù trái bầu, trái bí, hay là cọng rau, hay là một hột thóc, hột cơm cũng là giúp đỡ mọi người. Thì bàn tay ta sẽ chấp lại. Con sẽ chấp nhận lấy nhiều cái tội lỗi tiền kiếp của con mà hai bàn tay này dơ quá. Bây giờ con không còn dơ nữa, Đức Như Lai ơi, hộ cho con nghe bàn tay này. Con bây giờ là một là thần trung can, bàn tay thánh hiền, bàn tay của Phật. Rồi con chấp nhận ở đây, con sẽ là làm xong bàn tay này giúp người, bàn tay này in kinh, bàn tay này cho người già cái áo, cầm tay cho. Có phải biến thành bàn tay của Như Lai không? Không có cầm lại mà thêm người ta nữa nha, không? Bớt người ta cũng không có nhầm gì hết đó. Đó là cái chân lý của, đặc biệt mà chính hôm nay thầy chân lý mà quê dốt nhất. Để nói rõ cho tất cả các con cùng là Phật tử phải ráng cố gắng. Mình chấp nhận, mình đổi. Còn nói rồi Phật thay đổi, chuyển xây mau quá được. Con có chuyển cái quả địa cầu bên trong mình chưa? Có chuyển cái thân mình chưa? Mình đủ phép hết trơn nè. Mình trời nè, Phật nè, đất nè, thấy không? Rồi mình cũng tất cả các vị thần thánh do nên mình hết trơn nè. Mình làm chuyển động mây mưa lận chứ không phải nói đâu. Mới hôm qua bên kia nói giờ qua đây rồi có phải thần thánh không? Cái thần thánh rồi chứ gì nữa phải vậy chứ. Nhưng mà nói vui cho quý con nghe một chút. Mình muốn gì được nấy, do mình quyết định. Do mình quyết định. Dù giặc có loạn cách mấy đi nữa, mình là một người thủ trưởng trăm trận trăm thắng ngoan đạo. ngoan ngoãn để mà diệt thù của quốc, đánh gỡ tháo có cách. Còn này đem quân tấn công đó rồi chụp đánh hết trơn, tiêu diệt hết, chết hết. Có nghĩa là nói tu mà ngu đó, không có khôn, mờ mịt, mê linh, nghe lời tầm bậy, không có đem lời lẽ của Phật giáo rõ ràng, của Từ Phụ Thích Ca Bổn Sư. Đừng buồn ở đây. Nếu có lọt vào tất cả các vị nào ngu là ngu đạo, chứ khôn đời tuyệt vời đi. Cho nên ông Ba Thớ không có nói đó, mà giờ thầy không dám nói, vì thầy sắp lui thuyền, không để lại những gì ở đây mà tất cả chúng con phải buồn phiền nữa đâu. Đó như vậy. Ngu là ngu đạo, còn khôn nhà đầu xe hơi nè, con vợ nè, anh em nè, tất cả ranh rác trời ơi, làm việc làm chức phận cao ngôi hết. Nhưng mà chức phận cao ngôi đó chúng con có mừng không? Thì đi thì nhìn qua mấy cái địa ngục hồi nãy, đưa qua chỗ này, đưa qua chỗ kia, sắp toàn tan, đưa qua địa ngục chứ gì, phải không? Qua địa ngục. Nhưng thầy có đi ở bên Singapore, Mã Lai, tại thầy có nói băng ra đây chút xíu đời ra, thầy nói ở Úc Châu, hồi đó hỏi kỳ dân ở đâu, kỳ dân không ở Úc Đại Lợi, Úc mà Đại Lợi nữa. Thầy đi bên kia thì thấy chắc có lẽ chết, còn có ngồi không đầy gấp lắm vô đó. Thầy đưa nó xét mà mặt mày quá dữ hung, rồi nó chở thầy nó đừng, nó bảo nó dục đó, nó dục rồi trốn mất tiêu, rồi nó chạy mất. Còn mình không biết tiếng, nó không biết tiếng nữa, ở tại giữa đường ở Malaysia, Singapore. Thì thôi thầy cam chịu, mà lại 4 sư cô đi chứ, 4 sư cô đi với thầy đó, vì nó ghẹn. Nhưng mà con thấy địa ngục tại thế chưa? Rùm rang, quần áo ăn mặc, người thì thiệt, người thì giả, người thì hiểu như thế này, người thì ăn mặc như thế này, mà là một vị Như Lai sẽ sắp thành, hay là Như Lai đang học bài Như Lai, hay là đang học của Thích Ca Tiều Phụ. Một người ăn mặc như nhìn vào một cái tâm linh và nhìn cái địa quan, người ta thùy mị, người ta sẽ hiền hòa, đôi mắt tới hiền thân. Chứ không phải nói là ăn mặc như thế này mà mình nhìn thấy mình lầm, mình nói là vậy chứ tu nhiều quá. Không phải vậy. Mà chúng con phải bấm vào ngay cái địa quan của người ta, cái lĩnh vực, cái sơ đồ của người ta, là thấy hết tất cả những vị đó nó sẽ như thế nào. Hôm nay thì đến đây mong cầu làm sao tất cả chúng con, Phật tử, anh em và quý bà, quý cô ở tại Kỳ Dân, mà ngày trước đến bây giờ đoạn cuối cùng có thầy ở đây, tôi còn thấy giật mình đâu có biết, đâu có tưởng tượng được là như thế mà đến ở đây để làm gì đây. Thì chúng con sẽ thấy cái trận cuồng phong sắp tới đây đó, nó sẽ tới chưa, nó sẽ sắp đến đây giờ phút nào, chúng con có hiểu được hay không? Và của người hiện giờ này nói tu mà thay đổi, tạo ác hơn là người chưa tu, là tội nghiệp lắm. Đừng buồn, anh em mình, chị mình, cháu mình mà giường nó đặt đạo hết rồi đó, không thể bình, nó vô hết. Nhãn nhĩ tỷ tị thân ý, Đức Phật nói là con tin 9 lộ, chính là mình, mà cũng là 6 cái cửa đó đưa mình về nơi cực lạc. Ngày mà dương đã đắc đạo thì hỏi nè, sấm thần nó bủa rồi linh hồn ở đâu? Chết khắp tất cả mọi miền trong 4 biển Nam Châu này: Việt Nam, Campuchia, Bình Long, Hưng Lộc, bên này thì Malaysia, Thái Lan, rồi các nước đó, thầy không hiểu ở đâu. Nó cũng có cái hồn đó vậy. Rồi với con thì kể chuyện nha, bây giờ giảng không hết rồi thì giờ kể chuyện. Nếu Đường Tăng đi đó, yêu quái nó muốn bắt Đường Tăng này, nó ăn gì, nó thấy miếng đất ăn chay trường, trời ơi dọn sạch hết sức, dọn sạch sẽ, hầu vô chiếm. Nếu mà cái đất này mà để ý một tuần nữa không có ông chủ nào lợi thì mình lấn lận, có đúng không? Trời, đất ngựa ăn chay mát mẻ lắm, sạch sẽ hết sức. Cho nên hôm nay thầy muốn nói rằng tất cả các vị nếu phát nguyện Bồ Đề Tâm rồi thì phải gìn giữ mình hơn ngọc ngà châu báu. Một cái đúng của mình, một cái mà đặc biệt của mình, 1122 đó là cắm cái cột trụ hàng rào rất chắc, không lay. Còn hàng ngày mà mình theo dõi tâm là sắc B40 mình rào đó, rào lại. Còn đang theo dõi là coi chìa khóa nó có lời nó cậy không, là cái tâm của mình. Đi bán bánh mì lò rồi vậy chứ cũng cực không bằng tu, tu cực lắm. Không thể khổ hạnh mà để cái cảnh như này. Bây giờ tu nút cực là phải hoạt động ở bên trong, phải đòi hỏi mình, trả lời với mình. Cho nên các vị nào mà lại thôi đi đi, giờ bác đang ngồi đây, bác đang tính công chuyện của bác, đâu có ai biết mình tu đâu. Thì cái công chuyện gì của bác thì bác tính công chuyện của bác. Cô bác có sai không? Con đi đi con, để mẹ ngồi mẹ tính công chuyện của mẹ. Cô mẹ có trật không? Mẹ có bất hiếu không? Mẹ có ăn ở ngược đãi với tất cả không? Với láng giềng, với tất cả không hòa với nhau. Trong một kịp thở thì cái luồng điện này nó sẽ chạm tới điện kia, nó sẽ giật, nó sẽ chạm cháy hết. Còn nếu mà mình trông coi hàng giờ hàng phút thì nó đâu có đến độ vậy. Thì bây giờ mình tại sao không còn những ngày trước nữa mà mình phải quay về với mình để sửa đổi? Từ cái quay nghi của Phật, từ cái tướng, dũng tướng của một người anh hùng, một người kiên hùng, là một người gọi là tốt đẹp. Nói như vậy có gì đâu, không có gì lạ hết trơn á. Cho nên năm nay thấy sự tu nó rất là khó. Như bây giờ quý vị thấy trong nhà nè, chỗ nơi nè, thấy không, đồ ăn ăn không hết nè, đó như là đình vua như vậy, tổng thống. Thì cái tu nó rất dễ thôi. Cũng như Thái Bình cũng ở bên đó, cũng đâu có phải thua kém gì. Như mấy con chưa đến nhà chân quyết cũng lộng lẫy chứ đâu có phải tầm thường, phải không? Đó, dễ dàng. Còn hồi đó đó Đức Phật á, cái ngồi ở đâu tu. Mà bây giờ thời đại văn minh này chỉ là quán tâm, xét tâm, sửa tâm, tu chứng đắc tại thế. Mình phải làm gì? Chính mình khen mình, tặng mình. Chính mình thấy mình rạng rỡ cao cả thì hồng qua linh của con người mình, hào quang nó phóng hào ra sáng suốt hết. Đừng trông cậy hỏi và nhờ người ta nữa. Dù thầy có hay, có dở, trò cũng không nên nghĩ tới, mà là tôn kính là một vị này vậy thôi. Còn chính chúng con là bóng đèn chúng con không chùi không sáng, có hiểu không? Tu cực quá thì có gì đâu cực, không có gì cực hết. Đi đi xe hơi, thấy không, hồi nãy nè, mấy chiếc xe hơi rồi đó, đâu có đi bộ như ngày xưa nữa. Thì cái cực đó nó đâu có gì đâu. Đổi lại nền văn minh tiến bộ của Đức Phật Di Lạc sau này cùng Đức Thầy Quán Thế Âm Bồ Tát, cho tất cả Phật tử được chứng minh thật sự đắc đạo tại thế là một người Bồ Tát thế. Đây là Bồ Tát nè, thì chỉ cho Bồ Tát không đó. Như con hãnh diện là Bồ Tát chưa? Nếu đầy đủ đức độ, hoài nghi thần lực, và trong tâm mình vững chắc hơn bao giờ, tốt đẹp, không có một cái gì lay chuyển hết, và thương người giúp đỡ mọi người dù chén cơm manh áo cũng là một vị Bồ Tát tại thế. Còn đi kiếm Bồ Tát ở đâu nữa? Ai làm thầy mình bằng mình làm thầy. Bây giờ con cứ ở tại gia của mình, ở tại nhà của mình làm thầy. Vì sư phụ Thế An đã chỉ cho mình hết nẻo tắt đường quanh, là nghề võ rồi mình chỉ mình hết trơn rồi, mấy cái chiêu mấy cái gì đó đi, mấy quyền rồi. Bây giờ mình cứ làm chứ mình đi hỏi thầy thì thầy ở đâu đây mà hỏi, phải gì không? Có nhiều gì đã mất từ lâu giờ rồi, đâu có còn. Cho nên hôm nay chúng ta phải tu chứng quả tại thế mà mình chính mình kiểm, và mọi người xung quanh mình thấy mình được. Nói như vậy để làm gì chúng con? Để rồi trở về an lạc quốc. Khi mình sống mình không có mang tật mang nguyện, chứ không tu mà cầu Phật Thánh Tiên làm sao con trở lại nơi miền ngóng trông. Thì ước mong tu vợ tu chồng, tu tiên tu Phật đạo đồng thẳng ngay. Chiều buồn mắt lệ chảy dài, trò đâu có biết hằng ngày thầy trong đồng đạo, chứ không có trong tiền đồng bạc lượng. Chúng con thấy xuống cõi Thá Bà này có sung sướng những gì? Sớm tối chiều đầu tắt mặt tối, không đi lo sự sống để sanh nhai ngày hay buổi. Nếu người nhiều kiếp bây giờ ta đang lừng chuỗi, để tham thiền trong buổi cảnh gian đơn. Chiều buồn thầy đã thở than, ở đời đất khách không dở dàng nhớ trò. Đêm thanh tịnh chúng con ráng lo kinh sự, Ráng thức dậy lần chuỗi bồ đề, học hay chữ từ bi. Suối tình thương thì chỉ con đi rồi tâm trừ cảnh gian nguy không nào. Chúng con mất tình thương nhiều lắm rồi đó, thì hỏi làm sao? Kìm mình cho kỹ rồi đừng để lao xuống miền. Mất tình thương dù cho mất triệu, mất tiền, không để mất tình thương nhân loại khắp miền, nghe chưa? Xóm ôm dù có bão mưa, bọc đùm che chở buổi ban trưa thầy mừng. Chúng con ơi đừng có đi nữa, thầy bảo phải dừng ở tại gia tu niệm để canh chừng tâm linh. Đời tàn nhiều quỷ nhiều tinh, làm sao con biết nó không hiện hình gái trai. Nó nhập vào tâm tính ngày mai mới hiền, rồi giờ giữ con có hay không kìa. Làm cho thân bằng quyến thuộc phải chịu rẻ chia, nó đột nhập vào tâm trí rồi nó cách chia toàn phần. Bên đi ngoài dạ dạ dân dân, nhưng toàn là ma quái. Thầy nắm chiếc cân hiểu liền thôi. Ráng tu tịnh. Thì hôm nay thầy đến ở đây đó rất mình vui. Chúc cầu đạo sĩ Kỳ Dân là một huynh trưởng ở đây, dù sao đi nữa tất cả ở đây cũng vì thầy mà đến ở đây. Tới lui huynh trưởng thăm nom anh của mình và chú của mình và bạn của mình, vì lớn tuổi chứ không có gì. Còn tất cả các em, các vị để thông đồng cùng nhau để chia sớt ngọt bùi qua tình huống. Em sao? Dạ không có sao hết. Hỏi chị sao? Chị cũng vui, không có sao hết á. Cái con ma buồn nó bỏ chạy mất, thấy không? Nói thầy ơi, con ăn chay không được, tập được không? Từ từ đó, mà hồi đó Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 4 ngày nha, rồi lên từ từ 6 tới 10. Rồi thôi bây giờ mình muốn ăn chay mình ăn đi, ăn 2-3 ngày cho nó quen. Nó quen rồi cái nghe cái độ mặn nó tăng rồi từ từ. Không bao giờ nào mình bước lên 3 nấc thang một lượt hết, một nấc một ha. Rồi nói hơi cái tôi buồn, tôi sù mặt, cái giận chồng giận con, không có sù mặt. Sù mặt là cái buổi trưa đó, cái lá cây nó héo. Nó héo rồi đàng hoàng con tứ lợi nó cũng gượng thôi, chứ nó không bằng đâu. Tập vui, tập vui, thấy không? Ta có đánh mình rồi chút đưa lưng cổng nha. Ôi ngày với đó tôi mới đánh chị mà. Đánh tôi thì tôi phủi rồi, tôi đã dồn sức rồi lên lưng tôi cõng đi để hơi ra bụng chết bây giờ. Đó. Cái chuyện của Phật Pháp cái chuyện rất cao cả, mình làm được. Đó. Quý vị có hiểu là nói, có thề hay nói không? Tập vui, tập đi ra nắng, tập đi bộ, tập ngồi thanh tịnh một mình, tập đừng gặp ai. Tập bắt này vậy chứ nó bén lắm, nó trông, nó đợi có người. Đừng rồi nó mách cái anh này nói nè đó, rồi cái nói tối ngày nó đem lại tai nó nghe, nó rủ rèn cái mắt này nó đưa vô cái thì miệng này nói hoài như vậy đó, thành nó khó mà chuẩn đoán nó lắm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu phải cố gắng trốn người để mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thầy nói thôi nha, xong rồi nha, thầy vô nghỉ đừng có kêu chứ không có nói tôi vô tu, không có nói tôi vô ngồi thiền, không có vô nói cái gì đó. Mình xưng hô là mình nói với người ta để làm gì? Nói để làm gì? Thiền đâu tôi cũng thấy ông ngồi mà ông ngồi trơ đó, ông nói thiền. Chút xíu nữa cái rượng gà nó bươi, ông đánh cái bà mà dí chạy đập, thấy không? Đó, vậy đó. Cho nên ta tránh đi gì ta còn ở thế mà. Đó vậy, còn ở thế, ai cũng bị hết. Thầy bị tội nhiều hơn các con 100, 1000, các con có 100 mà. Thì tới 1000 nữa, tội á, chứ phải... Đâu có phải tâm thương, cũng còn chỉ ít thôi. Nhưng mà thầy có tội là cán bộ chửi nhà nước, trách móc được hả Kỳ Dân? Đội bom, đổ pháo, gãy tay chân đó. Quán giận buồn, la lên được. Chứ chúng con mà la lên rồi bị công đó. Vì chúng con không chấp hành là một người dân. Thầy cán bộ nè, chỉ này dấu tích đầu nè, dấu tích chỗ này chỗ kia được. Tuy tội nhiều, chúng con biết không, bao năm tháng thì cầm cái cuốc, cái đai, cái xẻng đi làm mướn làm thuê mà. Bây giờ phải trở lại miếng vườn nhà mình để phát ranh dọn dẹp, để ngày 30 Tết, ngày đón Đức Di Lạc Phật, ngày cho đẹp đẽ xinh xinh. miếng giường tư chờ bậc hữu tình, con phải biết bậc thơ sinh về ưng thi. Chớ đừng có điên dại mà cầu Quan Âm thọ ký, mình làm việc trật với đời rồi ai quan hỷ mà sinh. Tự mình dọn dẹp đức tin, tự mình tu đạo rồi tự mình đắc thân. Nay thầy còn ở tại trần thầy nói, chứ không phải đến đây mà thầy bói để kiếm xu. Con ơi các bậc hiền tu thầy dập đầu lại, Phật con tu hiền hoàng, tu với mẹ với cha, với chồng, với vợ, với con ta ngoan rồi. Chớ đâu phải người tu mà liền cao như núi, như đồi kiếp này thầy thấy quá bận tôi hối thâm. Vì ngày mặt hả mà ma dành quỷ dực. Biết tu rồi, cực lắm học trò. Ngày làm ăn đêm không được tự do, phải gò bó để lo xuôi kinh nú sự. Đêm thanh tịnh thì chỉ còn hai chữ đại từ rồi hai chữ từ bi. Thầy mình ngàn dặm ra đi, trùng dương dạng hãy đến Sydney buổi chiều. Chúng con ơi đây là đồng đạo quá thương yêu. Đến nơi nguồn cội trong buổi tiếp chiều giang giang, buồn tay dân tộc giá vàng thay lớp đối màng mà lại giận dữ. Làm sao thấy được cuộc đời, thầy ra mà bài giảng chưa đúng giờ không mơ sai. Không trách phận trách ai tái tạo mà trách cuộc đời. Không dứt sao hôn tại sao không lo tình chứ linh hồn. Còn 3 tiếng sấm chưa thu tròn chạy ở đâu. Thầy biết được địa cầu phải ra, chốn non tiếng thầy đã chưa vượt phàm. Tinh thần hối tiếc khổ cam bây giờ, thầy dặn chưa cho làm đạo nhân. Dù đi đứng trong tinh thần đặc biệt, ai thù ta có giết ta mừng. Anh hùng đừng mắt lại rưng rưng, mình không làm quấy, chứ đừng bao dừng nghe con. Ngày 5 tháng chưa tròn đạo quả, thầy mới còn gầy gá giới tròn. Đêm buồn tiếng mũi ve gió rừng xanh mà biến giảng chưa học trò ở đâu. Muốn biên gửi đôi câu khắp cả mà sợ lòng tin chúng đã chưa cạn rồi. Địa cầu xê dịch con ơi, lắm dê rồi tháng lụng chưa bồi hồi cũng không. Còn chút nữa thì cầu ông về, đến mà thuyền ra khơi vô bến chớ nào. Tới đây nước đã tràn cao, trôi đi cái lũ rồi thú nào lòng mở lên. Nay thầy dặn vững nền đạo hành, chúng con ơi bên cạnh chứ có thầy. Thuyên cơ đã định về đây thăm trò mà chút lát rồi phút giấy chưa thấy hồi. Tiền với bạc sắp trôi ra bãi mà nghĩa giới tình đừng gãi thay mừng. Đạo nhà con vợ chứ rưng rưng, làm nhân làm nghĩa đừng dùng nghe con. Thì đến trong một buổi chiều, tất cả chúng con có gì cũng từ bi quan hỷ nhau hết ha. Và với thầy nói thầy 1000 tội, chúng con chỉ có 100 tội thôi, có đúng không anh? Nói vậy thì hôm nay mà bước chân của thầy đến đây là trời trên đã cho thầy sống để mà còn đi vòng. Bởi vì ở đây đó, kỳ dân cư sĩ đó, tại kỳ dân cư sĩ gửi thơ đi khắp hết tất cả rồi tại mà tại muốn cứu người. Bây giờ này người ta đang kêu, đạo đang kêu khắp miền đó, là không biết là vô danh bần sĩ ở đâu nữa. Mà bây giờ con không biết ở đâu nữa, chứ không phải ở chỗ này đâu, mà không phải chỗ kia đâu, mà chỗ này chị sau này hiền ngoan lắm đó. Có bây giờ thấy vậy chứ sau này rồi giờ kỳ dân phải lo cơm cho tất cả các vị về niệm Phật đó, đó. Rồi ở đây phụ bánh đây nè, ăn miếng bánh uống nước rồi ngồi niệm Phật ha. Cái vườn hoa này sau hình như đã có các vị ta về ta ngồi rồi ta niệm Phật quá chừng nhiều đó, thấy không? Tôi kiếm rồi xin đi Thiền Tịnh Bửu Sơn nè, ta về thì ông giám hiệu ở đâu ông phải về chứng chút chứ, đúng không? Thì ông ra ở này mà kỳ dân thì cái tội mà tội thương người, tội đưa đi khắp tất cả, nhưng ai có biết được hay không? Trong trận chiến mà có phải cuồng, phải điên, phải loạn vì sợ mất dân mất chủng. Trong cuộc chiến mà trở về mà bình sinh như vậy là quá quý rồi. Thôi chúng con phải ăn cố gắng để lo tu tâm. Bây giờ mình còn chỉ có cái tâm thôi, mà mình bỏ quên nó. Hơi thở mình nó nói với thầy, nó nói là nó ra đi nó mới vô nữa. Thầy nói sao không vô? Trời ơi sao đi ra rồi không vô? Nó nói bắt nó đâm ra hoài à. Thôi kỳ này ra không có vô nữa. Nên thôi để thầy dặn tất cả các chị đó đừng có đưa nó ra. Đưa nó ra nhiều quá không có vô nữa đưa ra ít ít, chuyện gì đúng mình nói, không đúng thì thôi đừng có chữ lộn nó hay chữ lộn nó ra luôn không vô nữa. Hơi thở của mình đó là một dòng máu rất tuyệt. Hôm nay thầy nói riêng khùng ở đây ha, quý trò trong cái đầu bộ mình nghe đừng có nghĩ gì đó. Rồi thầy đó tới Úc Châu mà thầy không đọc giảng rồi thì đọc gì nữa. Đây nè, 4 đây, thấy không? Đầy đủ hết rồi đó. Chỉ còn một ít của thầy sẽ được qua thôi con, để đi vào nội chính của mình. Đừng bàn thảo việc đời nữa, mất đạo con. Tay đừng nghe nữa, mình làm. Mà mình không nghe, mình đi, mình không có tưởng, mình ngủ, mình quên. Đó như vậy chứ không phải bắt buộc mình phải kéo cái 40-50 ký này, 50-70 ký này đi theo đâu. Nói như vậy đó, cái nhà của mình, phải không? Bây giờ mình có đi đâu chơi thì cái nhà để nhà, chứ không lẽ kéo đi mấy ông đạo, có phải không? Để ở nhà, cái thân này để ở đây, hồn về cực lạc, tư tưởng mình đã ra khỏi vui biết bao nhiêu. Không? Ở đây có gì vui? Nhà, nãy nói thì dân trời cực quá hay chồng, nó cực thay phiên nhau, thay phiên cũng cực nữa, phải hai phiên người khác thì mình đỡ cực, phải không? Đó vậy đó. Thì bây giờ thầy có nói với tất cả Phật tử ở bên quê nhà bên đó, Việt Nam, thầy nói dừng lại con, đừng có mua sắm cái gì tốt quá, mắc công lao nha. Hỏi con lao gì đó con? Dạ, con lao cái bàn. Chừng nào hỏi con lao gì con? Nói dạ con không biết cái gì, không biết sao được. Biết cái bàn là còn nhiễm cái bàn, còn mê cái bàn, còn đưa cái tư tưởng đến cái bàn. Nghe phải không? Nói thầy qua kỳ này không cho con mua sắm gì đó, chưng dọn thôi con xin cơm Phật 2 bữa đi ha, cũng có 1 bữa thôi nha. Nhưng mà đừng có xưng hô tôi ăn bữa, tôi nhịn đói này kia nó đói thì kệ. Phật dạy đói bụng ăn cơm nha, các nước thì để uống, bệnh uống thuốc. Dạ con không ăn cái đó. Cử kiêng ai ông tổ nào dạy, lật sách cho con ông tổ nào dạy mình không cho mình ăn cơm. Chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca cho mình 1 bữa cơm trưa vì Ngài khất thực theo mình bác sĩ thôi. Đó, chứ còn không ai bắt buộc mình hết. Mình cứ ăn cơm, nhưng mà mình thấy mình thiền mình chở khẩm ăn ít chút xíu. Đây là thầy nói buổi chiều vui nói cho quý vị, không ai cấm cản được mình cái việc gì hết trên đời. Chồng tôi không cho tôi không, Mình cho mình tu đi. Vợ tôi không cho, đâu có ai cấm cản đó, không ai cấm cản mình hết trơn á. Vậy đó ông ơi, bà ơi cho tôi lấy chiếc xe nha, tôi đi. Ông đi công chuyện thì cứ đi, nhưng mà không có đi công chuyện, đi tầm 7 thì đi về hỏi đi đâu về, đi tầm 7. Còn mình đi tu là ngay đường, thẳng lối, lẽ phải cùng không, mình cứ đi, không sao hết đâu. Dẫn mạnh lên, có Bồ Tát trợ lực, vì mình là Bồ Tát thế, thâm nhập vào Bồ Tát đạo, đến Bồ Tát Phật không mấy hồi hết. Đấy, đừng có cầu con Nam Mô, Nam Mô Chỉ Đạo Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái pháp hiệu là đến phải cầu nguyện thôi, chứ còn không nên cầu lễ bái nữa để làm gì hết, không có gì hết. Rồi thầy cho con biết có cái pho tượng đó phải cốt sắt xi măng phải, nhưng mà tại sao rồi chùa thờ phượng này cái nọ không phải đâu con à. Cốt sắt xi măng nhưng Ngài chưa thị hiện, vì chúng con đem về thờ phượng lại cầu bái nước tinh khiết bông hoa, xin Đức Quán Âm Bồ Tát thị hiện nơi gốc trời này cho con chiêm ngưỡng Ngài và con lại bái. Thì động lòng Phật phải thị hiện thôi. Cũng như mình đem cái giấy cái co chứng giùm tôi đi qua bên đây, không chứng mình đâu có giấy đâu có giá trị, có đúng không? Chứng liền bất kỳ có giá trị, chứ không phải là không có. Thầy nói rõ con hiểu không? Khi mà mình cầu Phật, mình giang sinh thì Ngài đã thể hiện.